kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức trao xe lăn cho trẻ em bị bại não thông qua quỹ kết nối yêu thương. Xã Hải Thượng tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2016. Phóng sự: Hội Liên hiệp Phụ nữ Tĩnh Gia đổi mới sáng tạo, xây dựng và phát triển tổ chức hội ngày càng trong sạch vững mạnh. Bản tin an toàn giao thông. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện ta từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 9 năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 9 năm 2016, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tổ chức trao tặng xe lăn cho trẻ em bị bại não có hoàn cảnh khó khăn. Tham dự buổi trao tặng xe lăn về phía tỉnh Thanh Hóa có đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ, Bệnh viện Nhi, về phía huyện có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy. Phát biểu tại buổi trao tặng xe lăn, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa và đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã nhấn mạnh: Việc trao tặng xe lăn cho trẻ em bị bại não là một hoạt động nhân đạo từ thiện, thể hiện sự quan tâm của các cấp các ngành và tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của người Việt Nam, giúp những gia đình có con em bị bại não giảm bớt khó khăn trong việc chăm sóc con cái, giúp các em không may gặp bất hạnh thiệt thòi trong cuộc sống, có thể tiếp xúc với thế giới xung quanh thuận lợi, dễ dàng hơn. Nhân dịp này, thông qua quỹ kết nối yêu thương của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã trao tặng 20 xe lăn, mỗi xe lăn trị giá 6 triệu đồng cho các em thiếu nhi bị bại não của huyện. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện và Phụ nữ tỉnh trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại Trung tâm Hội nghị, Liên ngành Huyện đoàn, Hội chữ thập đỏ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn, hội đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017. Tới dự có đồng chí Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, cùng lãnh đạo liên ngành, các đồng chí là bí thư đoàn, tổng phụ trách đội và cán bộ chữ thập đỏ các trường học trên địa bàn huyện. Năm học 2015-2016, dưới sự chỉ đạo của liên ngành cấp huyện, công tác đoàn, đội, hội chữ thập đỏ ở các trường học đã bám sát chủ đề năm học và đạt nhiều kết quả quan trọng. 100% các đoàn trường chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả các phong trào đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp, xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, thi đua dạy tốt, học tập vì ngày mai lập thân lập nghiệp được các đoàn trường đẩy mạnh bằng việc phát động phong trào tuần học tốt, tháng học tốt, hoa điểm 10, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên thanh niên trao đổi kiến thức, kinh nghiệm trong học tập. Công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi được triển khai sâu rộng, gắn với các sự kiện trọng đại của quê hương đất nước như chào mừng Đại hội 12 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Cùng với đó, các hoạt động từ thiện nhân đạo, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách cũng được các đoàn trường tích cực hưởng ứng. Công tác xây dựng tổ chức đoàn, hội, đoàn tham gia xây dựng Đảng được quan tâm. Trong năm học vừa qua, các đoàn trường đã giới thiệu 26 đồng chí đoàn viên ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng và giới thiệu cho các tổ chức Đảng xem xét kết nạp 14 đồng chí. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm học 2016-2017, liên ngành, huyện đoàn, phòng giáo dục và đào tạo, hội chữ thập đỏ tiếp tục phát động các phong trào thi đua đến các trường bằng các hoạt động thiết thực, trong đó trọng tâm là tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống, nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường học, tổ chức nhiều hoạt động tư vấn hướng nghiệp, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, đội, hội chữ thập đỏ ở các nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 9 năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý và thực hiện quy định chế độ chính sách đối với nhân viên y tế thôn bản. Đồng chí Nguyễn Bá Phương, trưởng phòng y tế huyện khai mạc và chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các học viên là chủ tịch Ủy ban nhân dân, cán bộ y tế thôn bản 34 xã thị trấn đã được thông qua quyết định số 75/2009 QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về quy định việc chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn bản.
Thông tư số 7/2013/TT-BIT ngày 8 tháng 3 năm 2013 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn chức năng nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn bản. Quyết định số 3462/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố, mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị xã hội cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố và phê duyệt của Ủy ban Nhân dân huyện về việc quản lý và chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn bản. Thông qua tập huấn nhằm tuyên truyền phổ biến chế độ, chính sách theo quy định đến nhân viên y tế thôn bản, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ y tế thôn bản trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ngày 16 tháng 9, xã Hải Thượng tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2016. Tới dự chỉ đạo diễn tập có các đồng chí là thành viên trong ban chỉ đạo diễn tập của huyện. Cuộc diễn tập được tổ chức thực hiện với các nội dung là chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng chiến đấu, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Các thành phần tham gia đã nghiên cứu, nắm vững nguyên tắc chỉ đạo, phương pháp điều hành, tham mưu và tổ chức thực hiện đạt được mục đích yêu cầu đặt ra. Trong đó đã làm rõ được vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền và công tác phối hợp tham mưu, tổ chức thực hiện của các cơ quan quân sự, công an, mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, nắm vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra trên địa bàn xã. Cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang chiến đấu, đồng thời nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu và khả năng chỉ huy hiệp đồng chiến đấu của các lực lượng khi có tình huống xảy ra, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhân dịp Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa tổ chức tường thuật trực tiếp hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị, kết luận số 05 KLTU của Ban Bí thư, nghị quyết số 04 NQTU, nghị quyết số 05 NQTU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh do Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức ngày 16 tháng 9 năm 2016 tại Trung tâm Hội nghị 25B. Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia đã phỏng vấn đồng chí Mai Công Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện về những trăn trở lo lắng của người dân trước thực trạng sử dụng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, thực phẩm chứa chất phụ gia, chất cấm và ý nghĩa của việc triển khai thực hiện nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo tôi nghĩ là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay đang là một vấn đề rất nhức nhối trong toàn xã hội, đồng thời cũng là cái sự quan tâm của nhân dân hiện nay, đặc biệt là cái thực phẩm bẩn mà nhân dân, người dân hiện nay đang sử dụng, nó ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe của con người. Nó xuất phát từ mấy cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất ấy, là do một ít lợi nhuận mà một bộ phận không nhỏ người dân chúng ta trong việc kinh doanh, buôn bán thực phẩm các loại. Cái nguyên nhân thứ hai ấy, là do công tác quản lý của cơ quan chức năng đang còn những kẽ hở để cho một bộ phận nhân dân, những người kinh doanh về thực phẩm lợi dụng kẽ hở đó để tức là sử dụng các cái loại hóa chất trong công tác chế biến sản xuất các loại thực phẩm để tung ra thị trường có lượng không nhỏ với một địa bàn rộng khắp, có thể nói là trong phạm vi toàn tỉnh của chúng ta, và từ đó gây ra những cái hoang mang bất ổn, cái hoang mang trong nhân dân và cái bất ổn trong xã hội. Xuất phát từ tình hình trên, tôi nghĩ rằng là cái nghị quyết 04
của Ban chấp hành Đảng bộ ra hiện nay là một vấn đề cần thiết. Mặc dù trong cái thời gian vừa qua, cái sự vào cuộc rất quyết liệt và tương đối có hiệu quả của cơ quan chức năng, của cấp ủy, của chính quyền các cấp, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, bước đầu đã có những cái hiệu quả tương đối tốt. Thế nhưng so với cái tình hình hiện nay, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang là một cái nỗi nhức nhối trong phạm vi xã hội. Cho nên nghị quyết 04 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ra lần này là rất kịp thời và phù hợp với điều kiện hiện nay. Mà tôi tin rằng sau khi nghị quyết 04 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ra đời thì nó sẽ trở thành một cái động lực, trở thành một cái mục tiêu yêu cầu của toàn xã hội. Để thực hiện được cái nghị quyết không có đó thì yêu cầu phải phát huy là toàn bộ cái hệ thống chính trị, trong đó có vai trò lãnh đạo của Đảng, tức là tăng cường cái sự lãnh đạo của Đảng trong việc quản lý, điều hành và đồng thời là có những cái giải pháp hữu hiệu trong công tác bảo vệ vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay, để bảo đảm cho đời sống nhân dân được là yên tâm hơn. Từ xác định là xã đảo, đa phần người dân trên địa bàn xã sinh sống bằng nghề khai thác, đánh bắt và chế biến hải sản. Trong những năm qua, chính quyền xã Nghi Sơn đã phối hợp với các cấp các ngành mở các lớp học cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng cho ngư dân, tập huấn kiến thức khai thác đánh bắt hải sản trên biển, vận hành sửa chữa máy móc, phòng tránh thiên tai, phòng chống bão lụt, tạo điều kiện cho ngư dân được vay vốn ngân hàng để đóng mới, sửa chữa, cải hoán tàu thuyền, nâng cao công suất máy, từng bước vươn khơi xa, phát triển tiềm năng khai thác đánh bắt hải sản của địa phương. Tính đến thời điểm này, xã Nghi Sơn hiện có 220 phương tiện khai thác đánh bắt hải sản với tổng công suất máy trên 28.450 CV. Trong đó, tàu có công suất trên 90 CV là 96 chiếc. 100% số tàu thuyền trên đều được đăng kiểm. Từ đầu năm đến nay, xã đã đóng mới thêm một phương tiện có công suất trên 400 CV theo Nghị định 67 của Chính phủ. Phấn đấu đạt sản lượng khai thác đánh bắt đã đề ra, ngay từ đầu năm, chính quyền xã đã động viên bà con ngư dân tích cực bám biển, bám thuyền, nhanh nhạy nắm bắt thông tin ngư trường, vươn ra khơi xa, khai thác thủy sản các loại. 8 tháng đầu năm, bà con ngư dân xã Nghi Sơn đã khai thác được trên 6.715 tấn hải sản các loại, đạt 71% kế hoạch năm. Thưa quý vị và các bạn, là một tổ chức chính trị xã hội trong hệ thống chính trị, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp phụ nữ trong toàn huyện, phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới. Trong đó, hội đã từng bước làm tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước và thực hiện tốt các phong trào thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm do cấp trên phát động. Phụ nữ huyện Tĩnh Gia chiếm 50,7% dân số, trong đó phụ nữ nông thôn chiếm hơn 70%. Trong những năm qua, các chị đã mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ, đưa vào sản xuất các loại giống mới có giá trị kinh tế cao và hình thành các vùng thâm canh tập trung như trồng hoa ở Nguyên Bình, Hải Lĩnh, Hải Nhân, trồng rau an toàn ở Bình Minh, Ngọc Lĩnh, trồng ớt ở Trúc Lâm, trồng cây ăn quả ở Phú Lâm, Phú Sơn. Những đóng góp của các chị đã góp phần quan trọng thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn mới của huyện ngày càng phát triển. Đến nay, hai xã là Bình Minh và Hải Châu đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nhiều xã đã và đang từng bước hoàn thiện các tiêu chí còn lại, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời gian sớm nhất. Hiện, trong toàn huyện có 24.852 lao động nữ làm việc tại các công ty, nhà máy trong khu kinh tế Nghi Sơn. Nhiều chị vừa tham gia sản xuất nông nghiệp, vừa tham gia làm việc tại các công ty, may mặc, giày da, chế biến hải sản. Các chị đã nỗ lực phấn đấu, kiên trì học tập, rèn luyện, nâng cao nghiệp vụ tay nghề, từ đó cải thiện năng suất lao động, mang lại thu nhập cao cho gia đình. Trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước,
nhiều chị em đã phát huy tài năng, trí tuệ của bản thân, năng động, sáng tạo trong cơ chế thị trường, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm, hàng nghìn lao động trên địa bàn. Tiêu biểu là chị Lê Thị Liễu, giám đốc công ty Dũng Liễu Hải Hòa, chị Lê Thị Toan, giám đốc công ty Công Toan Ninh Hải, chị Lê Thị Hoa, giám đốc công ty Vàng Bạc Hoa Đoàn xã Hải Châu. Ngoài sản xuất kinh doanh giỏi, các chị còn tích cực thực hiện công tác thiện nguyện, giúp đỡ, ủng hộ những người không may gặp bất hạnh trong cuộc sống. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và chế biến hải sản Hoa Trung hàng năm xuất bán ra thị trường khoảng 120 tấn sứa, 4.500 lít nước mắm và hàng nghìn lít mắm tôm các loại. Công ty đã và đang giải quyết việc làm thường xuyên cho 7 đến 8 lao động với mức lương từ 3,5 đến 4,5 triệu đồng trên người trên tháng và việc làm thời vụ mỗi khi nhiều việc cho 20 đến 30 lao động địa phương. Trừ chi phí, mỗi năm công ty thu được lợi nhuận từ 300 đến 400 triệu đồng. Các chị là cán bộ công nhân viên chức trên địa bàn huyện đã không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, giỏi việc nước, đảm việc nhà, tham gia xây dựng đảng, chính quyền, xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, tham gia có hiệu quả cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, góp phần cùng với nhân dân trong huyện, xây dựng làng, xã, đạt chuẩn văn hóa, duy trì hàng năm, đạt 72,6% trở lên, gia đình đạt danh hiệu, gia đình văn hóa. Từ thực tiễn cho thấy, trong 5 năm qua, phụ nữ Tĩnh Gia đã phát huy được tiềm năng, sức sáng tạo, phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ. Thành tích của phụ nữ trong toàn huyện đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. 35 chị được công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 315 chị là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 985 chị được biểu dương cấp xã, 123 chị được huyện, tỉnh biểu dương khen thưởng, 125 chị được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển của phụ nữ Việt Nam. Phong trào phụ nữ huyện được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng bằng khen. Trong nhiệm kỳ qua, cấp hội trong toàn huyện đã quan tâm củng cố tổ chức hội, đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo phương châm ở đâu có phụ nữ, ở đó có tổ chức hội. Hội đã thành lập các loại hình câu lạc bộ, các tổ nhóm phụ nữ tiết kiệm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tập hợp, thu hút hội viên vào các tổ chức hội. Trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Lâm thực hiện cái nghị quyết của Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trên và cái hướng dẫn của hội cấp trên cũng như thể là bám sát vào cái nghị quyết của Đảng ủy cơ sở thì Hội Phụ nữ xã Xuân Lâm đã hoạt động rất là tốt và tích cực trong cái phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và 6 nhiệm vụ trọng tâm của hội để cụ thể hóa qua từng năm và nhất là năm 2016, kết quả hoạt động của hội thì khá là có chiều sâu và có chiều rộng. Nhờ vậy mà trong nhiệm kỳ 2011-2016, hội đã thu hút được 1.045 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trong toàn huyện lên 45.786 người. Trong đó, 35.789 hội viên tham gia sinh hoạt đạt tỷ lệ 77,8%, tăng 2,8% so với đầu nhiệm kỳ. Qua phần loại đánh giá, hàng năm có 22 trên 35 đơn vị đạt vững mạnh, 13 đơn vị đạt khá. Các đơn vị tiêu biểu nhiều năm liền được Trung ương Hội, tỉnh hội khen thưởng như Xuân Lâm, Hải Thanh, Hải Châu, Hải Bình, Bình Minh, Các Sơn, Nguyên Bình. Trong nhiệm kỳ 2011-2016, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, phối hợp với các ban ngành chức năng, triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước,
và nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp cho cán bộ hội viên, đặc biệt là chỉ thị số 03 CTTU của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bằng những việc làm cụ thể thiết thực, các cấp hội đã triển khai phát động nhiều phong trào theo chuyên đề như phụ nữ thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nuôi lợn nhựa tiết kiệm, góp quỹ tiết kiệm tại chi tổ. Tiêu biểu trong số đó là nhóm nuôi lợn nhựa tiết kiệm thuộc chi hội phụ nữ thôn 5 xã Sơn Lâm. Sau gần 9 năm hoạt động, từ 23 thành viên ban đầu, đến nay nhóm đã thu hút phát triển lên 30 thành viên. Với số tiền tiết kiệm gần 300 triệu đồng, với hình thức nuôi lợn nhựa tiết kiệm, mỗi quý nhóm tổ chức mổ lợn một lần, số tiền thu được sẽ tổ chức bình xét cho chị em có nhu cầu trong nhóm vay với lãi suất thấp. Hiện có những hội viên vay quỹ của nhóm với số tiền từ 25 đến 30 triệu đồng. Từ số tiền của nhóm cho vay mà nhiều chị em đã tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Có thể nói, hoạt động của các chi hội phụ nữ trong toàn huyện với các mô hình tổ nhóm cho vay tiết kiệm đã và đang góp phần giúp một bộ phận chị em có hoàn cảnh khó khăn, xóa đói giảm nghèo, giảm dần tỷ lệ hộ nghèo ở các địa phương trên địa bàn huyện. Thực hiện nghị quyết số 11 NQTU của Bộ Chính trị về tăng cường công tác phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, chỉ thị 16 CTTU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ nữ trong thời kỳ mới, các cấp hội trong toàn huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng các điển hình tiên tiến, tổ chức các diễn đàn, hội nghị biểu dương, các hoạt động văn hóa văn nghệ. Hội thi có nhiều nội dung thiết thực như hội thi phụ nữ tỉnh gia chung tay xây dựng nông thôn mới, chi hội trưởng hội phụ nữ giỏi, liên hoan tiếng hát du và hát dân ca. Thông qua đó nhằm thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, kịp thời ghi nhận và biểu dương những phụ nữ tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, và đặc biệt là giúp chị em trên địa bàn toàn huyện nhận thức sâu sắc vai trò chủ thể của mình trong việc thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới. Nhiệm kỳ 2011-2016, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Từ đơn vị làm điểm là xã Hải An, đến nay mô hình này đã nhân rộng ra 30 trên 34 xã thị trấn, nâng tổng số câu lạc bộ 503 sạch trên toàn huyện lên 83 câu lạc bộ với 2.905 thành viên tham gia. Có 24.086 trên 35.789 gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí 503 sạch. Hội đã tuyên truyền vận động cán bộ hội viên tham gia hiến đất, làm đường giao thông, kênh mương thủy lợi nội đồng, phối hợp tổ chức gia quân làm tổng vệ sinh môi trường, xây dựng 204 km đường liên thôn, liên xã, 102 tuyến đường phụ nữ tự quản, hỗ trợ xây 2.845 lò đốt rác tại gia đình. Tiêu biểu cho hoạt động này là Hội Phụ nữ xã Hải Châu, Bình Minh, Thanh Sơn, Hải Nhân, thị trấn Nguyên Bình. Ở thôn Vạn Tháng 7, xã Nguyên Bình, hàng tháng, chị em phụ nữ nói riêng và tất cả người dân trong thôn nói chung đều chung tay dọn dẹp làm vệ sinh môi trường. Không chỉ sạch nhà, sạch ngõ mà còn sạch cả đường làng, đường xóm. Các thành viên tham gia câu lạc bộ 503 sạch của thôn, ngoài việc làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp, còn chú trọng tới việc chăn nuôi sạch, trồng rau sạch vì sức khỏe của mình và cộng đồng. Thực hiện cuộc vận động xây dựng nhà mái ấm tình thương, trong nhiệm kỳ, hội đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa được 42 ngôi nhà tình thương, trị giá 960 triệu đồng. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ 17 nhà, còn lại là do chị em phụ nữ trong toàn huyện chung tay đóng góp, ủng hộ, giúp đỡ những phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ổn định về nơi ăn, chốn ở, yên tâm lao động sản xuất, hòa nhập với cộng đồng. Đặc biệt, hội đã trao tặng một nhà mái ấm tình thương và hai con bê sinh sản trị giá 50 triệu đồng cho hội viên phụ nữ nghèo huyện Như Thanh theo tinh thần nghị quyết số 09 NQHU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020. Ngoài ra, hội luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia công tác nhân đạo từ thiện, các cuộc ủng hộ do Mặt trận Tổ quốc huyện phát động, làm tốt công tác hậu phương quân đội, thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, các tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được hội phụ nữ từ huyện đến cơ sở tập trung chỉ đạo. Nhiều mô hình sáng tạo giúp phụ nữ nghèo phát huy hiệu quả như mô hình câu lạc bộ phụ nữ giảm nghèo, câu lạc bộ tín dụng tiết kiệm, mô hình đàn bò tình thương đã hỗ trợ cho 812 lượt hộ gia đình phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn được 16 con bò, hàng nghìn con gia cầm và lợn giống trị giá trên 450 triệu đồng. Các cấp hội đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chính sách Xã hội, tranh thủ các nguồn vốn khác tạo điều kiện cho 17.280 lượt hội viên phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình. Đến nay, hội đã và đang quản lý điều hành nguồn vốn trên 423 tỷ đồng, tăng hơn 100 tỷ đồng so với năm 2011. Trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hải Thành đã làm tốt công tác quản lý nguồn vốn, tuyên truyền, vận động hội viên sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Nhờ vậy mà đến nay, Hội Phụ nữ xã đã quản lý hơn 50 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 973 lượt phụ nữ vay vốn, phát triển sản xuất kinh doanh. Trong đó có 396 hộ phụ nữ nghèo, trong đó có 203 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ. Kết quả sau 5 năm đã có 124 gia đình hội viên thoát nghèo, trong đó 98 gia đình phụ nữ làm chủ hộ. Trong thời gian vừa qua thì chi hội phụ nữ thôn Thanh Xuyên cũng tạo điều kiện cho chị em trong hội viên, giúp đỡ hội viên các nguồn vốn từ cấp trên rồi từ các quỹ hội cũng đã hoàn thành tốt, xuất sắc để cho chị em phát triển kinh tế gia đình. Do vậy chúng tôi cũng rất mong các cấp hội cấp trên rồi các ngân hàng chính sách, quỹ tình thương cùng với chi hội thôn Thanh Xuyên phát triển hơn nữa về cái công tác vay vốn để cho chị em chúng tôi đủ các nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình. Các mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi như sản xuất kinh doanh, nuôi trồng, chế biến hải sản ở Hải Châu, Hải Ninh, Hải Thanh, Hải Bình, Hải Hà, Nghi Sơn, sản xuất rau an toàn ở Bình Minh, Ngọc Lĩnh, chăn nuôi gia trại theo tiêu chuẩn Việt Gáp ở Trường Lâm, Phú Sơn, Xuân Lâm, Định Hải, Tùng Lâm, Phú Lâm, câu lạc bộ nữ tiểu thương, phụ nữ phát triển kinh tế giỏi đã và đang thu hút được nhiều hội viên phụ nữ tham gia, từ đó góp phần thúc đẩy nền kinh tế của huyện nhà ngày càng phát triển. Với những hoạt động thiết thực, các cấp hội đã góp phần hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng. Tính đến nay, toàn huyện có 5.941 hộ phụ nữ nghèo, trong đó có 3.712 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, được hội tạo điều kiện giúp đỡ để phát triển sản xuất kinh doanh. Trong đó có 380 hộ phụ nữ nghèo là chủ hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm của huyện xuống còn 9% theo tiêu chí cũ. Có thể khẳng định rằng, trong suốt chặng đường 5 năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ huyện ủy, các cấp ủy chính quyền trong toàn huyện và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa, sự phối kết hợp của các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ra ngày càng phát triển và vững mạnh toàn diện, chất lượng cán bộ hội ngày càng được nâng lên, các phong trào thi đua trong cán bộ hội viên phụ nữ phát triển mạnh, nội dung hoạt động của tổ chức hội ngày càng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương đã cơ bản phần nào đáp ứng được nhu cầu của chị em phụ nữ, bảo vệ được lợi ích hợp pháp của một bộ phận phụ nữ, trẻ em, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ đơn thân, dân tộc, tôn giáo. Qua đó, ngày càng nâng cao uy tín và chất lượng hoạt động của tổ chức hội. Thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp của hội cấp trên xuất phát từ thực tiễn các phong trào phụ nữ, hoạt động của các cấp hội trong giai đoạn mới, nhiệm kỳ 2016-2021,
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện xác định đoàn kết, phát huy vai trò của phụ nữ trong các lĩnh vực đời sống xã hội, động viên phụ nữ tích cực tham gia công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu bình đẳng giới, tích cực đổi mới phương thức hoạt động hội, vận động phụ nữ thực hiện phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 503 sạch, cuộc vận động, rèn luyện 4 phẩm chất, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, và cuộc vận động, giúp nhau phát triển bền vững, góp phần cùng đảng bộ và nhân dân trong huyện, phấn đấu đưa Tĩnh Gia trở thành huyện công nghiệp trọng điểm của tỉnh, đạt tiêu chí đô thị loại 3 vào năm 2020. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện sẽ đoàn kết, vận động các tầng lớp phụ nữ phát huy nội lực, tích cực học tập, lao động sáng tạo và xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần vào xây dựng các mục tiêu phát triển kinh tế của huyện, của tỉnh, góp phần vào bình đẳng giới và xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ, thực hiện tốt cái vai trò hợp pháp chính đáng của phụ nữ. Để thực hiện tốt các mục tiêu trên thì hội tiếp tục phát huy phong trào thi đua gắn với cuộc vận động, cụ thể hóa các chỉ tiêu, các giải pháp cụ thể, triển khai các cái nhiệm vụ đối với phong trào thi đua là phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, và gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động 503 sạch và cuộc vận động xây dựng nông thôn mới. Trong đó thì hội chú trọng một cái phong trào thi đua là phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, và ba cái nhiệm vụ trọng tâm. Nhiệm vụ thứ nhất là vận động phụ nữ phát huy truyền thống rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc. Nhiệm vụ thứ hai là xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, tham gia giám sát phản biện xã hội theo quy định. Và nhiệm vụ thứ ba là xây dựng hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình. Và các giải pháp lớn thì có 5 giải pháp lớn. Một là tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động. Hai là đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục cả về nội dung và phương pháp tuyên truyền miệng tại các buổi sinh hoạt của hội. Và cái giải pháp thứ ba là tham mưu đề xuất chính sách phản biện xã hội. Giải pháp thứ tư là phát huy nội lực của phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới. Vấn đề thứ năm là nâng cao cái chất lượng cán bộ hội. Từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trật tự công cộng. Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đã phát hiện và xử lý 71 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, ra quyết định xử phạt hành chính 22 trường hợp, tạm giữ giấy tờ xe mô tô 62 trường hợp, tạm giữ giấy tờ xe ô tô 1 trường hợp, nộp thu ngân sách nhà nước số tiền 7.800.000 đồng. Vi phạm chủ yếu vẫn là người điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều trên tuyến quốc lộ 1A, không có giấy phép lái xe và xe không có gương chiếu hậu. Trong thời gian từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 9, trên địa bàn huyện xảy ra 2 vụ va chạm giao thông, làm bị thương 2 người, hư hỏng 4 xe mô tô. Chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.